Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào, mình là Nguyên và chào mừng các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Chắc là nhìn ở cái phần tiêu đề á, thì nhiều anh em cũng đã đoán ra được đây là cái tập podcast số 50, một con số nó cũng rất là đặc biệt và khá là tròn trịa. Thì không biết nói gì hơn, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các anh em đã cùng đồng hành với bọn mình xuyên suốt 50 tập vừa qua. Và đây là một cái hành trình nó cũng khá là dài. Không biết nói gì hơn, rất là vui mừng và cảm ơn anh em đã ủng hộ bọn mình trong cái chặng đường này. Tập hôm nay là một tập rất là đặc biệt. Bọn mình sẽ cùng nhau ngồi lại và nghe lại những cái chia sẻ đáng chú ý ở trong cái podcast DeFi Discussion này xuyên suốt trong tất cả các tập bọn mình đã thực hiện. Thì hy vọng là đây sẽ là một cái concept nó mới và nó cũng rất đặc biệt cho cái tập kỷ niệm 50 lần này. Thì chắc là để anh em sẽ enjoy cái tập này ha. Đồng sáng lập của MakerDAO thì ông này ông cũng chia sẻ một cái dòng tweet, đó là các cái cầu nối cross-chain á, hiện tại thì nó sẽ gặp một cái vấn đề về tính phi tập trung. Đơn giản vì ví dụ như anh cross từ trên Solana sang Ethereum đi, thì về mặt cấu trúc hai cái nó khác nhau, cho nên là khi mà cái khâu mà chuyển đổi dữ liệu giữa hai bên á, thì sẽ phải có một cái bên thứ ba nào đó họ đứng ra, họ kiểu như là phiên dịch cái sự khác biệt đó. Thì ông này ông bảo là cái việc cross chain như vậy thì nó sẽ không hoàn toàn đảm bảo được cái tính phi tập trung. Và anh Vũ nghĩ như thế nào về cái nhận định này, và nếu như mà đúng như lời ông này nói á, thì có phải đây là một cái yếu điểm trong cái hệ sinh thái blockchain hiện tại hay không, khi mà nó bị phụ thuộc vào một cái đội nhóm hoặc là một cái nhóm người cụ thể nào đó? Đúng, ở thời điểm hiện tại thì điều đó ông ta nói không có sai. Điển hình là mình thấy cái Poly Network nó bị hack, thì cái điều đó là chắc chắn đúng rồi, không có sai ở thời điểm hiện tại tháng 10 2021. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà có nghiên cứu về Chainlink thì nếu mà đọc về cái CCIP của họ thì anh em sẽ hiểu là cross chain sau này nó không còn chỉ đơn giản là chỉ mình chuyển token từ chain A qua chain B, mà mình có thể là đứng ở chain A, ví dụ anh em vay cái ETH ở chain A, nhưng mà anh em đi qua bên cái chain B, anh em dùng cái đó, anh em đầu tư và có lời và có thể trả lại cái tiền vay ở trên cái chain A, nhưng mà hoàn toàn token không có chạy ngược về chain A mà xử lý trên chain B luôn. Thì đó là cái mức cross chain, nó sẽ đi tới cái giai đoạn là nó xử lý luôn cả cái lệnh smart contract từ bên A qua bên B luôn. Nó phức tạp hơn rất là nhiều và nó tiện dụng hơn rất là nhiều đối với người dùng. Thì cái điều đó sẽ trở thành hiện thực khi mà CCIP của Chainlink đi vào hoạt động hoàn toàn. Thì cái CCIP anh em có tưởng tượng nó giống như là một cái chuẩn, nó chạy trên, ví dụ như anh em mình đang nói chuyện với nhau thì đang sử dụng cái chuẩn là TCP/IP của Internet ở chạy nền phía dưới, thì cả thế giới blockchain sau này họ sẽ dùng CCIP làm cái chuẩn, và tất cả những cái protocol CCIP đó nó sẽ là một cái chuẩn chung, cái chuẩn chung cho toàn bộ thế giới blockchain và chạy trên các cái node của Chainlink. Thì số lượng node của Chainlink nó sẽ rất là nhiều, thì như vậy thì nó sẽ tăng được cái tính phi tập trung và giải được cái bài toán mà bên founder của MakerDAO nói lúc đầu. Nói về những cái sản phẩm mà anh Nathan đang tham gia build á, thì mình sẽ nói về một cái lớp, một cái tầng ở dưới cái sản phẩm hiện tại của Nathan Build, đó là các cái game hiện tại, đúng không? Thì trước khi nói về guild thì chúng ta sẽ phải nói về game trước đã. Thì không biết là Nathan có thể chia sẻ một xíu về cái góc nhìn của anh về cái thị trường game hiện tại hay không? Tại vì có vẻ như là sau cái đợt nóng hổi của Axie Infinity thì mảng thị trường game nó đang có một xíu trùm xuống, thì không biết góc nhìn của anh về thị trường hiện tại nó là như thế nào ha? Thì đúng là blockchain gaming ở thời điểm hiện tại là đang có dấu hiệu của một sự trùng xuống. Mình có thể hiểu là một cái sự bão hòa sau một cái thời gian mà nó khá là hype. Nhưng mà điều này nó cũng cộng hưởng là từ sự sụt giảm của toàn bộ thị trường crypto. Nếu mà mình nghĩ lại về thời điểm khoảng tầm tháng 10, tháng 11 năm ngoái, thì mình thấy là có rất là nhiều những game gần như là ra mắt mỗi ngày. Có những cái cộng đồng rất là lớn trên Twitter, trên Discord luôn. Và nếu mà anh em có theo dõi một số nền tảng IDO hay là game launchpad á, thì họ ra mắt game liên tục rất nhiều, và thậm chí là trong một ngày họ có thể là
ra mắt 1-2 game mà có thể nhiều hơn nữa. Thì như vậy nó vô hình chung là đối với góc nhìn của một người chơi game, giả sử là nếu mà mình là một người trong cộng đồng, mình muốn chơi game thì nó sẽ khá là khó cho mình. Tại vì mình sẽ không biết là follow hay là chọn game nào để chơi. Và khi mà đến thời điểm hiện tại là khoảng tầm tháng 2 năm 2022, thì những dự án game chúng ta đã thấy là về mặt số lượng thì nó có vẻ là ít đi. Nhưng mà thật sự mà nói thì đây là một cái giai đoạn nó rất là hợp lý và rất là phù hợp để mà thanh lọc thị trường. Đặc biệt là đối với những builder thật sự thì họ sẽ trụ lại được và họ hoàn toàn tập trung. Ví dụ như họ có thể tập trung hồi xưa là 50% thì bây giờ họ có thể tập trung hơn 100-200% để mà build sản phẩm, build game của họ nè, build những cái mô hình kinh tế về gameplay, build cộng đồng rồi vân vân. Thì nó cũng là một cái lúc mà rất là phù hợp để mà toàn bộ thị trường có thể nhìn nhận lại và đâu là những game thật sự ở lại với thị trường. Và cũng như một cái ý nãy giờ mình có nói là nếu mà thị trường đi lên quá nhiều thì builder họ sẽ rất là khó tập trung. Và chắc nói thêm một ý nữa là đối với những cái game mà gọi là có thể thu hút được một lượng người chơi lớn, một lượng cộng đồng lớn, thì mình hay gọi là game AAA á, thì nó cần rất nhiều thời gian để xây dựng. Ví dụ như trong game truyền thống chúng ta có Dota 2. Dota 2 thực chất là họ bắt đầu lên idea là từ 2009, nhưng mà họ phải build tới 2013, có nghĩa là 4 năm mới chính thức ra mắt. Có Liên Minh thì bắt đầu idea từ 2005 tới 2009 thì họ mới ra cái bản Close Beta, là cái phiên bản chỉ dành cho một số những người nhất định được chơi thôi, và sau đó thì mới đưa ra thị trường. Và tính đến thời điểm này thì những cái game như thế này đã có một cái lượng cộng đồng rất là đông đảo, một cái lượng người chơi rất là lớn. Và điều đó chứng minh thấy một điều là một cái game AAA cần rất là nhiều thời gian, công sức, nguồn lực để đội ngũ có thể build, và sau đó thì có thể xây dựng được một cộng đồng người chơi trung thành với game. Và đối với game blockchain thì nó còn một yếu tố nữa, đó chính là mô hình kinh tế trong game tách biệt ra khỏi cái gameplay. Thì mình nghĩ là những cái điều đó cộng hưởng lại, đây là một cái thời điểm rất là phù hợp để cho thị trường có thể nhìn nhận lại, cũng như là những builder có thể tập trung build những cái sản phẩm của mình. Hồi nãy Mai có chia sẻ về cái vấn đề là cái giá trị của NFT, tức là mình hold để chờ cho nó cái giá nó về đúng cái giá trị, thì cũng rất là tò mò là Mai đánh giá cái giá trị của một dự án NFT thì nó thông qua những cái tiêu chí nào, từ góc nhìn của cá nhân Mai thôi. Nếu mà gọi là góc nhìn của riêng bản thân em đó nha, thì hiện giờ em đánh giá giá trị của một dự án NFT, đầu tiên là chắc chắn là sẽ có đội ngũ, mình phải biết những người đó là ai, họ đã làm được cái gì rồi. Và cái thứ hai quan trọng nhất á là em nghĩ là những cái cải tiến mà họ đem lại được cho cộng đồng. Em lấy ví dụ nha, ví dụ như là Azuki đi. Thật ra nhiều người bảo là mọi người không hiểu là tại sao Azuki nó lại nổi lên đến vậy, nhưng mà nhiều người không biết là Azuki họ đã sáng tạo ra cái chuẩn ERC-721A, tức là nó giúp cho batch các transaction lại, thì khi mà mình mint NFT thì nó sẽ giảm được phí gas. Thì đây là chỉ là một cái cải tiến nhỏ thôi, nhưng mà nó thể hiện được cái gì? Nó thể hiện được là đội ngũ đằng sau dự án này họ có sức. Khi mà họ đã có sức để làm được một cái điều như vậy thì chắc chắn là họ cũng sẽ có tiềm lực để mà họ thực hiện những cái gì họ cam kết trong cái roadmap của họ. Đấy, đó là cách để xây dựng niềm tin cho nhà đầu tư của các dự án. Thì em sẽ nhìn vào cái tiêu chí đó. Còn một cái tiêu chí nữa đó là mình phải xem là các cái dự án nó có tương tác tốt với cộng đồng của nó không. Cái này thì nó sẽ dễ thấy hơn. Mình sẽ chỉ cần vào kênh Discord và mình xem là những cái cuộc hội thoại trong đó nó thực sự là tạo ra giá trị hay không ấy. Chứ không phải là chỉ có good morning, good night thì nó không phải là những cuộc hội thoại giá trị. Yeah. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà em để ý hiện giờ vẫn là cái yếu tố số 2 mà hồi nãy mình đề cập, đó là cái giá trị thực sự mà nó tạo ra, nó có đem đến những cái cải tiến nào không. Yeah. Tại vì nó là một cái minh chứng rõ ràng nhất cho cái tiềm lực thực sự của đội ngũ đằng sau dự án. Vitalik Buterin thì cái ông sáng lập Ethereum từ những cái năm 2017-2018 thì họ đã thì ông này ông đã viết một cái bài là voting ở trên những cái voting ở trên những cái sản phẩm này, thì nó thực ra là nó không có nghĩa,
Tại vì đơn giản là cái vấn đề decentralized á, cái vấn đề phi tập trung nó vẫn chưa hoàn thiện được. Và những cái DAO này bản thân nó vẫn đang còn, về tên gọi thì nó tên là decentralized, nhưng mà một cái vấn đề là quyền quyết định thì bản chất nó vẫn nằm trong một số người, một nhóm người cụ thể. Thì không biết là anh Julian nghĩ như thế nào về cái vấn đề này của các cái DAO trên thị trường ha? Thì đúng, nó chính là cái bất cập của DAO ấy. Để mà hệ thống nhá, thì mình thấy rằng là các cái DAO nó sẽ phải đối mặt với ba cái vấn đề chính sau đây. Cái vấn đề đầu tiên là vấn đề về sự phân cấp. Phân cấp ở đây nghĩa là gì? Về ok, mình có thể hiểu Bitcoin nó là một cái DAO đầu tiên đi, nó là một hệ thống tiền tệ kiểu ngang hàng đúng không? Thế nhưng mà thực sự là khi mà bạn vào bạn sử dụng ấy, thì bạn thấy nó không ngang hàng một chút nào. Những người mà có quyền lực nhất thì sẽ là các cái miner, là những cái người mà trực tiếp gọi là xác minh các cái giao dịch. Sau đó thì sẽ đến gọi là những người gọi ít quyền lực hơn, gọi là node. Nhưng mà những cái người này thì về cơ bản là họ chỉ lưu trữ các cái block thôi, tức là họ chỉ lưu trữ dữ liệu thôi. Và cuối cùng là các cái, thậm chí là cũng chưa phải là cuối cùng đâu, mà là trên đấy nữa sẽ còn là một cái tệp tiếp theo là tệp user. Thì tệp user là những cái người sử dụng, nghĩa là giống như kiểu nếu như bạn mà chỉ kiểu nhận gửi Bitcoin thôi thì thực ra là bạn chỉ là user thôi. Và thực ra là cái sự tác động của bạn đến cái Bitcoin này nó rất là ít. Kiểu như là bạn sử dụng Bitcoin thì nghĩa là bạn đang ủng hộ nó đúng không? Nhưng mà thực ra là cái sự ủng hộ của bạn ấy nó không có đáng kể, trừ khi là rất 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 nhiều người ủng hộ thì lúc đấy nó mới tạo ra một cái gì khác. Chứ còn thực tế là nếu chỉ có bạn ủng hộ thì nó không đáng kể. À, thậm chí là bạn còn dưới cả whale. Như là những cái người mà họ nắm nhiều Bitcoin ấy, thì họ thực sự là có tác động nhiều hơn bạn, tức là tác động đến cái Bitcoin ấy. Thì về cơ bản là khi mà mình đối chiếu cái đấy sang các cái protocol khác thì nó cũng xảy ra cái câu chuyện như vậy thôi. Thứ hai nữa là cái câu chuyện về sự phát triển. Khi mà mọi người nói rằng là các cái DAO này nó là mã nguồn mở, như kiểu Bitcoin nó cũng là mã nguồn mở, Ethereum cũng là mã nguồn mở. Tuy nhiên rằng là cái sự phát triển đấy thì nó cũng không thực sự là nó đồng đều cho tất cả mọi người, mà thực ra là cũng chỉ có một số ít người, những người am thực sự họ am hiểu về cái vấn đề đấy, ví dụ như là code tiếp họ phát triển thôi. Và cuối cùng thì những cái đấy nó vẫn thuộc về cái người mà nó thuộc về cái tổ chức đầu tiên mà tạo ra cái mã nguồn đấy. Và cái vấn đề thứ ba đó là cái vấn đề mà sự có một cái rất là hay, đó là sự phi tập trung thì luôn luôn lại tạo ra một cái tập trung khác. Cái ý này thực ra mình thấy là một cái ý rất hay luôn. Không có đâu xa nhé, bạn chỉ cần lấy đơn giản là Internet thôi chẳng hạn. Internet nó đem lại cái quyền truy cập về thông tin đến bình đẳng cho mọi người đúng không? Thế nhưng mà nó lại tạo ra một cái thế độc quyền khác, đó là dành cho những cái công ty mà chuyên làm về mạng như kiểu Microsoft. Đấy, lấy ví dụ là kiểu Microsoft là như thế. Hoặc là Facebook chẳng hạn. Facebook rõ ràng là họ đề xuất ra, họ là người mà khởi tạo ra một cái gần như là cái ý niệm về social network ấy. Nó là cái bình đẳng với mọi người, tức là nó làm cho mọi người kiểu kết nối dễ hơn. Và trên Facebook thì mọi người nghĩ rằng ok, ai cũng bình đẳng với nhau. Thế nhưng mà thực tế thì không phải. Thực tế thì Facebook bây giờ họ lại đang độc quyền cái đấy. Hay là như kiểu Airbnb. Bởi nói chung là tất cả những cái sự phi tập trung nó được tạo ra, nhưng mà đồng nghĩa với cái phi tập trung đấy thì nó lại đem đến một cái sự độc quyền cho một cái nhóm. Ví dụ như kể cả là miner thôi, mọi người nghĩ rằng ai cũng có thể đào Bitcoin, nhưng mà thực sự là đã có một cái thời gian rất là, mình cũng không nhớ khoảng thời gian chính xác, nhưng mà kiểu mọi người rất là lo sợ về cái chuyện là Trung Quốc là một cái pool đào rất là lớn, họ nắm rất là nhiều các cái, họ nắm rất là nhiều các cái hard rate ở đấy. Đó thì để mà hệ thống lại thì là DAO sẽ phải đối mặt với cả ba cái vấn đề đấy. Em thấy có một cái từ khóa mà anh đề cập là DAO, và cái từ khóa này dạo gần đây nó cũng khá là trend đó. Thì anh đang suy nghĩ như thế nào về cái khái niệm DAO này, tại vì hiện tại nó vẫn còn khá là mập mờ. Thế nào là một DAO? Rồi DAO là chỉ có kiểu như là phi tập trung ra cho nhiều người, hay là DAO là sẽ kiểu như là một cái công ty truyền thống, hay là nó phi tập trung, hay nó sẽ tập trung quyền lực vào một nhóm nào đó. Thì rất là muốn nghe anh Thanh chia sẻ về cái DAO này, và cái góc nhìn của anh hiện tại về cái khái niệm DAO nó là như thế nào.
Dạ, anh nghĩ thì cái này là một cái câu hỏi interesting và mỗi người thì người ta có một cái góc nhìn khác nhau. Giống như bản thân cá nhân anh thì anh nghĩ giống như là một cái community ở quy mô lớn thì nó giống như một cái digital nation. Và DAO nó vận hành giống như một cái society thu nhỏ online, focus một nhóm cộng đồng cụ thể, và mình operate nó theo hướng đấy, nó sẽ hiệu quả hơn là operate một cái company. Nó rất là khác, anh nghĩ là nó sát hơn với cái hướng cộng đồng cũng như là cái hướng một cái digital nation. Anh nghĩ nó có cái rào cản ở về vấn đề cộng đồng không? Tại vì Uni với lại Sushi thì trước đây họ cũng là DAO, xong rồi sau một cái khoảng thời gian họ có sự tham gia của VC á, thì bắt đầu cộng đồng họ cũng kiểu như là cũng không đồng tình với cái hướng đi đó. Thì liệu nếu như mà chuyển hướng đi sang mô hình DAO vậy thì nó có cái rào cản nào không? Thực ra thì mình đang sống trong một cái giai đoạn gọi là cả cái nền công nghiệp nó đang phát triển, cho nên là những cái gì mà không ai có thể gọi là có thể comment trên cái việc cái này là đúng hay là cái nào cái kia là sai cả. Nó chưa work không có nghĩa là nó không work, hoặc là có những cái ngày hôm nay nó chưa work nhưng có thể là cũng cái concept đấy một năm sau nó lại work ở trong một cái bối cảnh market khác, đúng không? Đó. Cũng là cái DAO không phải là một cái khái niệm mới và nó đã được đưa ra từ rất là nhiều năm trước rồi, nhưng mà những cái DAO thời 2017, 2018 thì nó không có vượt, nhưng mà tới bây giờ thì người ta mới nói nhiều về nó và người ta mới tìm ra cái cách vận hành mà nó vượt hơn. Thì đó là cái tâm thế của mình khi mà mình nhìn về bất kỳ một cái khái niệm nào, mình không cố gắng là mình khẳng định rằng là cái này là đúng, cái này là sai, mà mình luôn luôn giữ cho mình một cái tâm thế mở, đó là cái này nó chưa phù hợp với thời điểm này, thì lúc đó nó sẽ lead sang cái câu hỏi thứ hai, đó là liệu mình có thể improve được cái gì ở đây không, hoặc là liệu cái này nó sẽ vượt trong một cái bối cảnh khác hay không, và khi cái bối cảnh đây đến thì mình có thể mang ra lại được. Thì đó sẽ là một cái mình giữ cho mình một cái tâm thế mở như thế, thì mình sẽ không bao giờ mình bị miss cái cơ hội á. Tại vì nếu như mà mình chủ quan quá và mình khẳng định quá rằng là cái này là sai và cái kia là đúng, thì khi nó cơ hội đến và cái khẳng định của mình nó lại là sai thì mình sẽ gần như mình bỏ qua cái cơ hội đấy. Và DeFi cũng như là crypto hay là GameFi nó đã minh chứng rất là nhiều cái cơ hội như vậy. Thế nên là để mà có thể tồn tại được trong market và có thể cùng grow với market được thì anh nghĩ là giữ cho mình một cái tâm thế là luôn luôn nó thoải mái và có thể accept được những cái thứ mới lúc nào là tốt nhất. Anh nghĩ như thế nào về cái nhận định là các cái dự án Solana thì hiện tại đang mình tạm dùng cái từ là núp bóng của Sam, nên đôi khi nghe nó cũng thì không biết là với vai trò là một dự án ở trong hệ sinh thái này thì cái góc nhìn của anh như thế nào, tức là có cái một cái khái niệm gọi là SAM standard hay không, tức là dự án nào mà có SAM hay là Alameda chạm tay vào thì nó sẽ tốt hơn, hay là sau đó thì chắc là nhiều bạn nghe podcast cũng muốn biết được cái góc nhìn của một người đang trực tiếp build dự án ha. Ok, trước tiên là mình nhận xét về cái từ SAM standard hoặc là núp bóng đi, đúng không? Thì mình nghĩ điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Alameda Research và SAM thì là cùng một KOL lớn. Alameda Research thì là một quỹ lớn, thì họ có uy tín trong ngành, thì họ đầu tư cho bất kỳ một dự án nào thì chắc hẳn là họ đã tìm hiểu kỹ, họ đã phải nhìn những con người đứng sau đây dự án đó thì họ mới đầu tư. Thì thành ra cái bản thân mà Alameda nó đầu tư vào một dự án thì cái dự án nó đã có nội tại rồi, thì và sự phát triển là ít hay nhiều thôi, đúng không? Còn về chữ núp bóng thì mình nghĩ là đứng với vai trò là một backer hoặc là một quỹ đầu tư mà đầu tư vào một dự án, thì quỹ đó đang bắt buộc thì phải đầu tư vô một dự án thì phải hỗ trợ dự án cho tới cùng. Rồi quay lại một xíu về cái nhận định của mình, thì thật sự mà lúc mà mình bắt đầu tìm hiểu về Solana thì mình không biết Sam với Alameda là gì luôn. Mình không hề hiểu Sam là ai, Alameda Research là quỹ đầu tư ở đâu, xuất phát ở đâu luôn. Thực sự lúc đó là mình tìm hiểu Solana bởi vì mình hứng thú về mặt tech thôi. Thì lúc tìm hiểu về Solana và bắt đầu code những dòng đầu tiên cho Solana thì đâu đó là khoảng tháng 3 năm 2020. Thì mình nhớ là sau Tết ta thì mình bắt đầu code do một người anh giới thiệu mình.
Thì mình có xem một cái clip của Anatoly lúc mà đi thuyết trình, mình không biết là thuyết trình gì, có lẽ là gọi vốn, nhưng mà chỉ có đúng 5 slide thôi. Thì slide đầu thì là lời chào, slide cuối thì là cảm ơn, thì coi như bỏ 2 slide rồi, chỉ có đúng 3 slide là có nội dung thôi. Nhưng mà qua 3 slide đó thì mình thấy được là cái mục tiêu Solana rõ ràng, ngắn gọn. Mình thấy là cái này, cái tính chất này là đúng là một cái người tech hat blockchain làm rồi nè. Đây là một cái nhóm mà toàn là những người toàn làm tech làm không nè. Mình nhìn thấy slide là mình có thể đoán được. Và mình bắt đầu cảm thấy hứng thú blockchain này có thể thú vị. Thì mình bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, rồi tham gia thi mấy cái cuộc thi liên quan về Solana. Rồi thì đó là câu chuyện mình đi tới Solana tới cùng. Thì mãi sau này cơ, khi mà mình bắt đầu build Central, thì mình bắt đầu mới đụng chạm tới những công việc giống như là gọi vốn, quan sát thị trường rồi gì đó. Thì mình mới thật sự biết là Alameda và FTX là bác cho Solana. Thì yeah, tóm lại là mình đứng với góc độ là mình là một người làm tech, người build dự án, thì mình gần như là không biết Sam với Alameda là ai luôn. Mình chỉ nhìn vào bản chất của Solana và mình thấy hứng thú với nó và mình đi với Solana thôi. Andre là một cái KOL, một cái builder khá là có tiếng ở trong thị trường crypto và đặc biệt là cái thị trường DeFi này. Thì việc mà Andre leave đi á, việc mà Andre rời đi á, thì anh nghĩ là sẽ có một cái tác động nào đến cái giới build dự án, tức là các cái builder, và có ai sẽ có cái khả năng mà gọi là nắm lấy cái chuyện giao này của Andre, và hay là anh sẽ nghĩ là sẽ có một cái viễn cảnh là yeah, decentralized, tức là mọi người sẽ build một cách ẩn danh trong tương lai? Anh nghĩ là cái việc build ẩn danh sẽ khá là phổ biến, tại vì có một theo anh cái suy nghĩ của anh đó là nếu như mà mình đi KYC, mình đi trường mặt ra cho người khác mà mình còn đi build trong DeFi thì nó rất là contradict, là rất là bị mâu thuẫn, hai cái đó nó không có khớp, nó mâu thuẫn với nhau. Cho nên anh nghĩ là liên quan tới DeFi thì sẽ có khá là nhiều dev ẩn danh. Còn nếu mà build dự án bình thường kiểu như làm game hay là làm một cái sàn hay gì thì tất nhiên là vẫn sẽ thấy dev ra mặt như bình thường. Chỉ là trong DeFi thì anh nghĩ là những cái innovation mới của DeFi nó hầu hết sẽ là từ dev ẩn danh dần dần thống trị. Andre đi thì đúng là mất mát khá là lớn, có thể nói là mất mát lớn nhất từ trước đến giờ này của DeFi, thậm chí là lớn hơn cả việc Sushi bị gọi là bị bỏ rơi. Tại vì Andre không chỉ là một builder giỏi mà là một KOL rất là có tiếng tăm ở trong trong DeFi nói riêng mà cũng như trong crypto nói chung. Thì Andre rời đi, mặc dù không biết là rời đi hay không, làm cho DeFi mất kiểu như là một ông thuyền trưởng vậy. Thì về một khía cạnh nào đó là mất một ông thuyền trưởng. Tại vì đó giờ không có ai mà có thể huy động cái dòng thanh khoản khủng khiếp như Andre. Như là lúc mà Andre thông báo sẽ được liên bên Phantom là Phantom nó huy động được biết bao nhiêu tỷ đô thanh khoản từ mấy chain khác qua bên đó để họ farm, thì có thể thấy cái sức ảnh hưởng rất là khủng khiếp. Tất nhiên là cũng không thể phủ nhận những cái đóng góp của những người khác, ví dụ như dự án Olympus thì có Zeus là người dẫn của dự án đó, thì Zeus cũng rất là giỏi, nhưng mà so với Andre thì đúng là vẫn là một trong một vật. Cũng như là Sushi đi, ngày xưa là Chef Nomi dẫn Sushi ra thì cũng không bằng một ấp của những cái gì Andre đã làm được. Mặc dù dự án của Andre hầu hết là bị rớt hoặc là bị hack. Nhưng mà nó vẫn có một cái charisma là kiểu như người ta biết là sẽ rất là risky nhưng mà người ta vẫn sẽ có cái sức hấp dẫn riêng. Thì DeGen nói chung và người chơi DeFi thì thích mấy cái risky đó, cho nên họ vẫn đâm đầu vào. Thì anh nghĩ sẽ mất khá là lâu để giới DeFi có thể hồi phục được gọi là thời kỳ đỉnh cao trong cái mảng builder, do builder có thể nói là một trong những builder mạnh nhất đã biến mất rồi. Về dự án nói riêng thì tất nhiên những dự án mà Andre đã giúp đỡ đó giờ bị mất mát lớn nhất, nhưng mà riêng trừ Yearn Finance ra, Yearn Finance thì đó giờ từ lúc Andre rời Yearn khoảng chừng một năm hơn cuối 2020 hết rồi, Andre rời đâu rồi, thì Yearn bây giờ tự vận hành mạnh rồi, Yearn không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà mấy dự án khác thì khá là đau ấy. Em có theo dõi
cái thị trường DeFi á, hiện tại thì nó ra một cái loại tài sản đó là cái stablecoin thuật toán, thì có một vài cái đặc trưng đó là nó có cái mức lãi cam kết lên tới 20% một năm cho người dùng. Và thực sự là khi mà em tiếp nhận cái thông tin này á, thì cái đầu tiên mà em nghĩ về thì nó lại là cái hình thức CDO của 2008, tại vì nó phát hành những cái khoản vay dựa trên những cái tài sản mà gọi là nhiều cái loại tài sản ở những cái trend khác nhau á, thì thầy nghĩ như thế nào về cái dạng tài sản này? Thực ra thì nó giống như một loại nợ hơn là một loại tài sản. Cái này mà những bạn nào mà làm trong tài chính thì biết ha, giống như nãy Nguyên nói là CDO các thứ này nọ, thật ra nó là một cái phái sinh, mà ngoài ra nó còn có một cái gọi là các sản phẩm structure, các cái sản phẩm nó gọi là sản phẩm cấu trúc, cái là nó ghép 2-3 cái sản phẩm lại rồi sau nó ra một cái sản phẩm mới. Nhưng mà đối với mình thì đơn giản thôi, mọi người hãy nhìn cái tài chính một cách đơn giản, đừng có để những cái gì đó nó phức tạp, là kiểu như màu mè các cái công thức toán ở phía sau, nó sẽ làm cho mình cái yếu, giống như là mình choáng á. Nhìn một cách đơn giản thôi là các cái stablecoin làm sao mà nó trả được 20% cái APY một năm đấy ha. Nó nghĩa là đối với mình một cái stablecoin mà như vậy là too good to be true. Đấy, mình rất là hoài nghi ha, quá tốt để mà là sự thật là 20%. Có thể trong một thời gian ngắn ok, nhưng mà mình cảm giác nó rất là nhiều rủi ro. Tại vì nếu mà so với một cái stablecoin, so với đồng đô la Mỹ, một đồng euro, các bạn biết rồi, ở bên này lãi suất hiện nay tiền gửi nó là 0.01, 0.07. Chỉ cần các bạn mà có một cái lãi suất trái phiếu bây giờ có 1%, 2%, thì các bạn stablecoin như đang mình đang giữ stablecoin, mình chỉ cần lấy 4% một năm là mình đã quá happy rồi, mình đã quá vui rồi. Đấy, thì với những cái gì mà nó có một cái lợi nhuận mà kỳ vọng cao như vậy, thì chắc chắn đằng sau nó là một cái rủi ro cao tương ứng ha. Mọi người cứ nhớ một cái nguyên tắc cơ bản trong tài chính là rủi ro nó sẽ đi kèm với lợi nhuận. Cái nguyên nhân chính, nguyên nhân cốt lõi về bản chất ấy, khiến cho cái dự án nó gặp vấn đề và sụp đổ ấy, thì đầu tiên cái bản chất là chính tại nội tại của dự án. Như mọi người đã biết thì UST thì được bet bởi Luna. Được bet ở đây mình nói rõ luôn, được bet ở đây có nghĩa là được dự trữ, được đảm bảo bằng đồng Luna, và sau này là có thêm Bitcoin và Avast gần đây nhất, thì đó là tài sản đảm bảo. Còn khi mà chúng ta nói về algorithmic là chúng ta nói về cơ chế cân bằng giá, hai cái này hoàn toàn tách biệt nhau. Và mình thấy cái này mình nói thêm là mình thấy khá là buồn cười khi mà khi mình lên Twitter thì thậm chí nhiều người ta hold Luna hay là người ta hold trữ UST để người ta bỏ vào Anchor, người ta còn không hiểu điều này. Người ta lập luận một cách khá là ngây thơ rằng bởi vì UST là nó là algorithmic và nó sử dụng thuật toán, cho nên là cái tài sản dự trữ của nó có thể là không cần thiết hoặc là chỉ là một phần thôi, mà cái này khá là hơi ngây thơ. Cho nên cái này mình sẽ phải giải thích rõ ra một chút. Khi chúng ta dùng từ algorithmic thì chúng ta nói về cơ chế cân bằng giá, còn khi chúng ta dùng từ back là chúng ta nói về tài sản đảm bảo. Ví dụ như tài sản đảm bảo có thể là bằng crypto, ví dụ như MakerDAO là mọi người biết là tài sản đảm bảo của cái đồng DAI là Ethereum, tức là crypto. Còn ví dụ như USDC và USDT thì tài sản đảm bảo của người ta là USD, tức là bằng tiền tệ fiat thông thường. Thì cái đó chúng ta cần phải phân biệt. Thì đó là cái điều đầu tiên mình muốn giải thích chút trước khi mình bắt đầu. Thì cái lý do đầu tiên như mình nói là về bản chất, thì khi mà Luna tăng tốc rất là nhanh như vậy thì nếu như mọi người có từng đọc coi số 8 nhiều, mọi người sẽ thấy một cái bài viết đó là năm vấn đề mà tác giả cũng không hiểu khi mà nói về Anchor và UST á. Thì cái bài đó hầu như là nó đã phản ánh hoàn toàn những cái mâu thuẫn của dự án, tức là khi chúng ta thấy là một cái stablecoin phát triển, khi chúng ta nói về stablecoin thì đầu tiên bản chất của stablecoin là gì? Stablecoin là một cái đồng ổn định mang tính chất là dùng để, thứ nhất là để chúng ta trao đổi mua bán giữa một cách dễ dàng hơn để mà đổi lấy những cái đồng crypto. Cái thứ hai là để chúng ta dự trữ khi mà chúng ta muốn về tiền mặt, nhưng mà không muốn thoát ra khỏi, hoàn toàn khỏi thị trường. Ví dụ như trước đây khi mà chúng ta chưa stablecoin, chúng ta hold Bitcoin, chúng ta muốn ra tiền mặt và dự trữ thì chúng ta phải chuyển hẳn về Việt Nam đồng. Nhưng mà bây giờ nó đã có stablecoin thì chúng ta có thể
trữ stablecoin trên sàn. Và cái ý nghĩa thực sự của stablecoin nó chỉ là như vậy thôi, chứ còn một stablecoin như USD á, thì nó lại không được dùng đúng như cái mục đích của một stablecoin. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta soi market cap của USD trước đây là cái thời điểm mình xem là 15 tỷ, sau đó thì như sau này là 18 tỷ, thì hết 2/3 ở trong đó người ta đưa vào Anchor Protocol để người ta nhận lãi, tức là một stablecoin mà được sử dụng chỉ để kiếm lãi và chỉ có một phần rất nhỏ là lưu thông ra thị trường. Thì như vậy chúng ta lại đặt ra câu hỏi tiếp theo, vậy thì Terra và các cái quỹ đầu tư, người ta phương án để người ta trả 20% lãi đó là như thế nào? Người ta sẽ sử dụng USD đó làm cái gì để ra 20%? 20% thực ra là một con số rất lớn nếu mà chúng ta đặt trên cái tổng số tiền bỏ vào Anchor lúc đó là khoảng, mình nhớ là hơn 10 tỷ một chút. Thì 10 tỷ đô mà để tạo ra 20% một năm thì là một cái con số mà mọi quỹ đầu tư lớn trên thế giới đều khao khát. Và mình nói như vậy có nghĩa là rất khó. Tại vì khi mà mọi người dùng cái vốn nhỏ mọi người vào thị trường á, có thể là ít rất là nhanh. Nhưng mà khi mà chúng ta quản lý 10 tỷ đô, chúng ta làm gì để tạo ra 20% thì đó là một cái vấn đề cực kỳ khó, nhất là trong cái thời điểm mà thị trường đi xuống như thế này. Đó, thì hai câu hỏi đó là, chỉ riêng hai câu hỏi đó là chúng ta đã thấy có gì đó nó không đúng ở đây rồi. Và cái thứ ba là khi mà chúng ta nói về cơ chế của USD và Luna, thì cứ USD mở rộng tổng cung ra thì Luna sẽ giảm đi, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta sẽ minh Luna ra lấy USD thì làm cho Luna tăng giá. Quay mình rất là đồng ý. Và cái token đó, nó hoạt động rất là tốt, nó work rất là tốt trong cái thời kỳ mà uptrend và bull scale, tức là cả hai đều tăng lên. Nhưng có ai đã từng nghĩ nếu có một cái sự cố nào đó mà dẫn đến việc BSK, tức là cả hai cùng giảm, thì cái hậu quả nó sẽ như thế nào? UST được như mình hay nói đùa, UST thì bet bởi Luna, còn Luna thì bet bởi nothing, tức là chẳng có gì cả. Luna chẳng được dự trữ bởi một cái gì cả. Cho nên nếu mà Luna giảm thì UST sẽ bet bằng cái gì? Thì đó chính là vấn đề thứ ba. Và khi mà nó xảy ra sự cố thì như Nguyên nói, mình cũng nghĩ rằng đây không phải là vấn đề do team dự án cố tình, mà đây là người ta bị tấn công. Mình cũng đồng ý cái này, tại vì liên quan đến stablecoin thì nếu mà làm, chỉ cần làm lệch đi một chút thôi, rất dễ bị các cái cơ quan pháp lý người ta vào cuộc. Và nhất là khi mà nó xảy ra một cái sự kiện mà kinh khủng như này, nhiều người bị ảnh hưởng như vậy, kể cả các quỹ đầu tư, thì rất dễ. Và mình nghĩ là theo mà những cái update gần đây của Terra là giảm lãi suất các thứ, thì mình nghĩ là người ta không có lý do để người ta làm câu chuyện đó. Nhưng mà chỉ là vì cái bước đi nó sai lầm một chút, dẫn đến tạo ra một cái sơ hở và bị một ai đó, một tổ chức nào đó tấn công, dẫn đến cái sự sụp đổ, gọi là không thể nào cứu vãn được. Thì mình cũng đồng ý với Nguyên câu chuyện này, nhưng mà dĩ nhiên khi mà chúng ta phải có điểm yếu thì chúng ta mới để người ta tấn công thôi. Và cái điểm yếu nó quá lớn, nó thuộc về mặt bản chất, cho nên là chúng ta không thể nào khắc phục được. Thường á, khi mà nói về những cái câu chuyện ở trong quá khứ, khi mà nhìn lại những cái hành trình đã đi qua, trả lời phỏng vấn thì các cái founder của các cái công ty hoặc là các cái dự án thì họ thường từ chối trả lời những cái câu hỏi liên quan đến, nó mang hơi hướng kiểu như là hối tiếc hay là can do better. Nhưng mà em cũng khá là tò mò là nếu như mà nhìn lại cái hành trình vừa qua thì có cái gì mà anh Thuật nghĩ là có thể làm tốt hơn với Coin 68 hay không? Anh nghĩ rằng là anh sẽ nói chung về cái quá trình khởi nghiệp của anh, cũng không hẳn là với Coin 68, nhưng mà anh nghĩ là nếu mà được làm lại tốt hơn á, thì năm 2017-2018 anh sẽ chọn mở lòng hơn. Bởi vì là lúc 2017-2018 anh có một cái tính nó hơi xấu, là kiểu anh làm không được á, hoặc là anh làm chậm á, thì anh cũng không nói cho ai biết hết, anh tự anh ôm, hiểu không? anh cứ tự anh xử lý, và anh nó chậm, nó rất là chậm. Và nếu như mà anh kiểu như mà là tìm được những người đồng đội hay là mở lòng để chia sẻ với nhiều người hơn về cái khó khăn của mình, để họ biết được mình đang khó khăn như thế nào, thì nhiều khi mình có được những cái bệ phóng, những cái đòn bẩy cũng như là những cái sự giúp đỡ của mọi người, thì mình sẽ nhận ra cái sai lầm của mình nó sớm hơn, cũng như là mình đưa ra những cái giải pháp cho cái con đường của mình nó dễ dàng hơn. Nhưng mà cái mà anh đã sai là kiểu trong suốt một năm đó, anh nghĩ là một năm rưỡi đầu tiên anh hơi bị kín tiếng, tức là anh không có chia sẻ với ai về cái khó khăn của mình á. Tức là lúc người dùng một cái từ chỉ cố tỏ ra là mình ổn á, nhưng thực ra mình không ổn một tí nào hết, và nó làm cho mình một cái khoảng thời gian đi rất là chậm.
anh nghĩ là nếu mà được làm lại thì anh sẽ kiểu lúc đó anh sẽ kiểu lúc mà gặp khó khăn thì anh sẽ chọn không phải là ở nhà và suy nghĩ và giải quyết vấn đề một mình, mà anh sẽ đi gặp nhiều người hơn, gặp những người mà anh tin rằng là họ có thể giúp anh nhận ra được một cái gì đấy để anh tìm ra cái giải pháp cho chính cái business của và cái con đường của riêng mình. Đó là và anh nghĩ rằng là về hiện tại thì cái anh cũng đang manage cái quỹ Kairos Venture thì cũng rất là nhiều, cũng đang giúp đỡ cũng như là mentor rất là nhiều cái dự án trong cái hệ sinh thái của mình, trong cái portfolio của mình. Thì anh cũng muốn nhắn với mọi người là nếu mà có khó khăn gì thì kiểu you will never have if you never ask, tức là nếu bạn không hỏi thì bạn sẽ không bao giờ có được, cho nên là cứ hỏi, cần gì thì cứ hỏi và đừng bao giờ ngại hết, mình phải hỏi, mình speak out loud thì mình mới đạt được cái mục đích, cũng như là mình phải hỏi thì mới biết là người ta có thể giúp được mình hay không. Người ta không giúp được thì mình tìm cách khác, chứ không phải gì phải ngại. Thực ra thì khởi nghiệp hay là xây một cái gì đó thì không có ai mà hoàn hảo có thể build được hết tất cả mọi thứ từ chỉ bản thân mình thôi. Bạn phải cần đồng đội, bạn phải cần đối tác, cho nên là lúc nào cũng phải ask liên tục. Thực ra cái chia sẻ của anh Thuật là nó gợi cho em một cái chia sẻ trước đây của một vị khách mời trên cái podcast này, đó là anh Mel. Thì ông Mel cũng bảo là nếu mà đi chơi, đi farm hay là đi kiểu đi dần các thứ á, thì nên có một cái team hoặc là một cái nhóm, một cái đội gì đó để mình chơi chung, thì cái rủi ro khi mà mình bị burnout á, thì nó sẽ được giảm đi rất là nhiều. Tức là mọi người sẽ, tức là 10 cái đầu thì nó sẽ có nhiều thông tin, nó sẽ có nhiều cái tính toán nó tốt hơn là một cái đầu, đúng không? Thì cái đó là cái mà em nhận thấy được là mọi người ở trong cái môi trường không chỉ riêng của Cơ 68 mà còn của Kairos Venture, cái hệ sinh thái này, mọi người đang kiểu như là không có ngại chia sẻ khi mà gặp cái vấn đề. Thì cái đó là một cái mà cái tôi của mình nó to quá, cái tôi mình to quá, nhiều khi người ta không biết là mình đang khó khăn á. Nhưng mà cái điều nó không cần thiết, giữ một mình không để làm gì hết á, cho nên lúc nào cũng nên phải nói ra. Và đó là tất cả những gì có trong DeFi Discussion số đặc biệt tuần này. Nếu như ấn tượng với phần chia sẻ của vị khách mời nào thì anh em có thể comment ngay ở dưới phần bình luận của podcast này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời tạm biệt nhau và hẹn gặp nhau trong một tuần mới với nhiều topic còn thú vị hơn nữa. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.